Xin kính chào tất cả các quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên tiếp tục các mã áo polo của Hàn và của Nhật các anh chú ạ. Và mức đồng giá là 150.000 một sản phẩm. Khi các anh chú mua từ hai sản phẩm trở lên em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc ạ. Còn các anh chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 22.000 nhá. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay thì giá nó cũng cực kỳ tốt và vẫn là hàng cực kỳ đẹp luôn các anh chú ạ. Hôm nay em sẽ lên là mã Z. Đầu tiên mã Z1 ạ. Vai 51, bụng 55 và dài 74, một em áo màu đỏ cam này các anh chú ơi. Chất thun lạnh siêu đẹp đây ạ. Con này là em bị hoàn hàng, đầu tiên mở màn một con hoàn hàng. Đó, bình thường em bán áo này giá là 350.000 và hôm nay em Thanh sẽ bán 150.000 đấy ạ. Đó. Nó chất thun lạnh màu đỏ, phù hợp với những anh những chú mà thích những cái tông màu nó trẻ trung này, nổi bật đấy ạ. Mã Z1, vai 51, bụng 55 và dài 74. Hiệu của nó là hiệu EXR đây các anh chú ạ. Một em áo của Hàn nhá. Cực kỳ mới luôn. Đây các anh chú nhìn cái phần tag của nó thì biết đấy ạ. Đó, nó sẽ có một cúc phụ đi kèm. Mã Z1, vai 55, vai 51, bụng 55 và dài 74, 150.000 các anh chú ạ. Hôm nay em lên khá là nhiều sản phẩm cho nên em sẽ đi nhanh nhá các anh chú. Mã Z2, vai 47, bụng 51 và dài 74, một em hiệu Gap, chất cốt tông tổ ong các anh chú ạ. Đó, chất cốt tông tổ ong 100%. Cổ và tay thì là chất liệu len và co giãn nhá. Đó. Một em có Gap này, có xẻ hai bên và có tác đầy đủ như thế này, độ mới rất là cao. Và sau nó sẽ dài hơn vạt trước này các anh các chú ơi. Mã Z2, vai 47, bụng 51 và dài 74, 150.000 em hiệu của Gap. Em Thanh lên mã Z3. Vai 44, bụng 49 và dài 64. Một em chất cốt tông 100% này. Chất mỏng, mát vô cùng anh các chú ạ. Và phần cổ nó sẽ là cổ len nhá, có phối với lại phần cổ nó cổ len và sẽ là màu vàng cát nhạt anh các chú ạ. Đó, hiệu nó là hiệu cái ô đấy ạ. Chất 100% cốt tông, toàn bộ cúc của nó cũng có dập tên thương hiệu, cực kỳ xịn sò đó. Có cái logo trước ngực này, màu xanh than, phía đằng sau thì nó trơn hết anh các chú ạ. Còn phía đằng trước thì nó sẽ kẻ như thế này. Rất là đẹp luôn, phù hợp với những anh những chú mà mình thích những cái chất vải cốt tông mềm mại, mỏng nhẹ. Mã Z3, vai 44, bụng 49 và dài 64 ạ. 150.000. Mã tiếp theo em lên Z4 ạ, một em Fila. Vai 49, bụng 53 và dài 66, chất cốt tông tổ ong anh các chú ạ. Tay có bo này và cổ là cổ len các anh chú nhá, sẽ có thêu chữ Fila trước ngực. Đó, một em hiệu Fila, chất cốt tông tổ ong dày dặn nhưng mà nó cũng rất là thấm hút mồ hôi đấy ạ. Mã Z4, vai 49, bụng 53 và dài 66, màu ghi sáng. Mã Z5, vai 47, bụng 53 và dài 75. Vai 47, bụng 53 và dài 75, nó là chất cốt tông dệt các anh chú nhá. Màu trắng này là trắng sữa. Tay của nó thì là sẽ là tay bo này. Cổ cũng là cổ len đấy các anh các chú, nó sẽ phối với lại đây, chữ tên, cái này là của thương hiệu Dark và nó có tên thương hiệu trên toàn bộ cổ như thế này các anh các chú ạ. Cúc của nó cũng dập tên thương hiệu, có cái logo ở túi áo này các anh các chú, màu trắng sữa các anh các chú ạ. Mã Z5, vai 47, bụng 53 và dài 75 nhá, chất cốt tông dệt đấy các anh các chú ơi, rất là thoáng mát. Một em áo của Hàn, con này là hàng của Hàn đấy các anh các chú ạ. Nó bị đây, nó lại bị mờ cái tem đi rồi. Còn này, em áo này là của Hàn nhá, mã Z5, vai 47, bụng 53 và dài 75. Em Thanh lên mã Z6 á, một em hiệu K2, vai 46, bụng 51 và dài 74. Vai 46, bụng 51 và dài 74 các anh chú ạ. Con này cái chất của nó rất là hay này các anh chú ơi, co giãn cực kỳ tốt luôn và nó thoáng, vô cùng thoáng nhá. Đó, em sell cho anh chú xem cái bề mặt chất liệu vải của nó lạ lắm. Con này bình thường em Thanh bán tầm 380-400 và hôm nay sẽ bán 150.000. Màu của nó là màu xanh than. Đó, ở phía hai bên sườn nó sẽ phối với lại chất liệu là chất thun lạnh anh chú nhá. Còn thân áo của nó đây, nó là cái chất liệu thun lạnh xốp ý. Cho nên là nó mặc nó cực kỳ thoáng luôn và đứng form. Mã Z6, vai 46, bụng 51 và dài 74. Mã Z6 á, vai 46, bụng 51 và dài 74 anh chú nhá. Em lên mã Z7 này. Vai 46, bụng 53 và dài 71, một em áo màu ghi sáng anh các chú ạ. Con này hiệu Cellini Bypass. Đó, chất của nó là chất cốt tông anh các chú ạ, 100% cốt tông. Phần cổ nó sẽ phối với cổ sơ mi như thế này. Đó,
ở phía đằng trước này, cái túi này là túi giả các anh các chú nhá, chứ không phải là túi thật. Form này thì nó rất là dễ mặc, màu sắc thì cũng trẻ trung, phù hợp với các anh các chú mọi độ tuổi đấy ạ. Mã Z7, vai 46, bụng 53 và dài 71 các anh các chú ạ, 150.000 em này. Đó, kiểu dáng thì nó rất là lịch sự. Mã Z7, vai 46, bụng 53 và dài 71. Em lên mã Z8 này, con này chất thun lạnh các anh các chú ơi. Mã Z8, vai 46, bụng 50 và dài 63. Con này thì form nó khá là nhỏ, phù hợp với những chú mà cao cỡ khoảng tầm 1m62 trở lại nhá. Tầm 1m58 đến 1m62 á. Và nặng cỡ khoảng tầm 57-58 cân thôi ạ. Mã Z8 này, vai 44, bụng 50 và dài 63. Chất thun lạnh siêu siêu mát luôn. Đó, màu đen và nó có phối với lại màu cam này. Rất là trẻ trung các anh các chú nhá. Chất này nó mát rửa rượi luôn. Một em áo của Hàn. Đây, tác của nó đây các anh chú ạ. Một em áo của Hàn nhá. Chất thun lạnh siêu siêu mát. Mã Z8, vai 44, bụng 50 và dài 63, màu đen. Mã Z8, vai 44, bụng 50 và dài 63. Em lên mã Z9 ạ. Vai 52, bụng 62 và dài 74. Vai 52, bụng 62 và dài 74 ạ. Mã Z9, một em áo màu vàng. Rất là đẹp, chất của nó chất cốt tông này. Chất cốt tông cực kỳ mát anh các chú ạ. Và phần cổ của nó còn cực kỳ mới như thế này. Đó, con này form khá là to. Cho những chú mà tầm 90 cân mình vẫn có thể mặc vừa đấy ạ. Mã Z9, vai 52, bụng 62 và dài 74 các anh các chú nhá. Em áo này thì chất của nó cốt tông rất là mượt mà mềm. Đó, con này thì nó cũng là áo của Hàn, có một cúc phụ đi kèm các anh các chú ạ. Chất nó siêu đẹp luôn, sờ và nó mịn như nhung ấy. Mã Z9, vai 52, bụng 62 và dài 74. Em lên mã Z10, một em hiệu Fila. Mã Z10, vai 45, bụng 52 và dài 70. Con này thì chất của nó siêu mát luôn đấy các anh chú ơi, chất thun lạnh nhá. Nó là kẻ ấy, nhưng mà nó kiểu nó là tông màu đậm nhạt khác nhau thôi. Đó, có một cái logo thương hiệu ở trước ngực đấy các anh chú ơi. Các cúc của nó cũng đều có giật tên thương hiệu. Đó, một em Fila, chất của nó là chất cốt tông. Chất cốt tông lạnh siêu mát luôn. Mã Z10, vai 45, bụng 52 và dài 70 ạ. Một em Fila của Hàn. Nó sẽ có xẻ hai bên thế này các anh chú nhá. Mã Z10 ạ, vai 45, bụng 52 và dài 70. Đây, có cúc phụ đi kèm và tác của Hàn. Vai 45, bụng 52 và dài 70, mã Z10. Em Thanh sẽ lên mã Z11, một em Haji màu nâu nhạt này các anh chú ơi. Một em Haji mà hôm nay em Thanh sẽ bán với 150.000 thôi, chỉ bằng 1/3 so với bình thường đúng không ạ? Mã Z11, vai 44, bụng 49 và dài 66. Em này thì dáng slim fit các anh chú ạ. Chất cốt tông tổ ong này, tay có bo và cổ của nó đây. Cái màu này của nó là màu như thế nhá, chứ không phải nó bị bạc đâu ạ. Nó là màu rêu nhạt các anh các chú ạ. Và có một cái logo trước ngực như thế này. Tuy nhiên cái dòng của Haji các anh các chú thì form dáng nó thường là dáng slim fit, cho nên là form nó sẽ dành cho những chú mà dáng người dong dỏng cao và không có bụng nhá. Phía đằng phía dưới của nó đây ạ, vạt sau nó dài hơn vạt trước các anh các chú ạ. Một em áo Haji có một cúc phụ đi kèm. Mã Z11, vai 44, bụng 49 và dài 66, chất cốt tông tổ ong ạ. Mã Z11, vai 44, bụng 49 và dài 66, một em áo Haji. Em Thanh lên mã Z12. Z12, vai 48, bụng 54 và dài 70, một em hiệu Cologne Sport, màu ghi muối tiêu các anh nhá chú ạ. Tay nó có bo nhá. Và cổ nó thì cũng là chất cùng với chất liệu là ở áo thôi. Áo có túi ngực ạ và có một cái logo ở trước ngực như thế này bằng cao su nhá các anh nhá chú. Toàn bộ các cúc của nó đều có dập tên logo thương hiệu này. Con này là chất cốt tông tổ ong các anh nhá chú ạ. Mã Z12, màu ghi muối tiêu rất là dễ mặc. Các anh các chú ơi, kể cả các anh chú mua những con áo này mình về mình mặc lao động cũng được. Nó cực kỳ mát luôn ý. Đó, có xẻ hai bên này. Các anh các chú ơi, mình có thể mặc những áo polo này, mình đi làm này, mình mặc ở nhà, mình đi chơi. Rồi là kể cả thậm chí mặc lao động với một mức giá 150.000 này thì quá hời luôn đấy ạ. Mã Z12, vai 48, bụng 54 và dài 70 các anh các chú ạ. Em này giá 150.000 quá rẻ đấy ạ. Em Thanh lên mã Z13, một em áo màu xanh chất thun lạnh. Z13, vai 46, bụng 51 và dài 71 ạ. Mã Z13, vai 46, bụng 51 và dài 71 này các anh chú ơi. Chất thun lạnh và toàn bộ cái thân áo còn hở đây. Nó sẽ có những cái lỗ thông khí ấy. Áo có túi ngực các anh chú nhá, siêu siêu mát luôn. Đó, con này là hiệu PAV. Đó, màu xanh này rất là đẹp. Màu xanh này gọi là màu xanh cổ vịt các anh chú ạ. Mặc lên rất là đẹp luôn. Mã Z13, nhẹ tênh tình tình nhá các anh chú, thoáng mát vô cùng.
vai 46, bụng 51 và dài 71, mã Z13, 150.000 cho một em áo thun lạnh của Hàn. Em Thanh Liên mã Z14, vai 48, bụng 53 và dài 67, mã Z14 ạ. Vai 48, bụng 53 và dài 67, chất của nó là chất cốt tông dệt này các anh các chú ơi. Rất là thoáng mát và nó đứng form lắm. Con này thì độ dày, nó kiểu độ dày nó vừa phải, nó không phải là áo mỏng nhá. Nhưng mà nó rất là đứng form và mặc nó vẫn đảm bảo là nó mát anh các chú ạ. Sẽ có xẻ hai bên như thế này. Phần cổ và phần tay của nó sẽ có cái đường lai màu đỏ các anh các chú nhá. Đó, màu đen. Rất là dễ mặc rồi. Mã Z14, vai 48, bụng 53 và dài 67. Mã Z14 ạ. Vai 48, bụng 53 và dài 67 các anh các chú ạ. Rất là đứng form luôn, 150.000. Em lên một em Leco Sportif, một em hiệu con gà và hôm nay em Thanh bán là 150.000 đây. Mã Z15. Vai 46, bụng 51 và dài 70 các anh các chú ạ. Con này nhá. Nó hơi bị lỗ nhẹ một xíu như thế này các anh các chú ạ, kiểu nó bị rút đường chỉ ấy. Cho nên nó bị vệt vệt ở giữa như thế này, nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Đây, em đưa cho các anh các chú nhìn này. Không nhìn rõ đúng không ạ? Chỉ khi mà em đưa gần vào như thế này, cách khoảng tầm 20 cm thì mới thấy các anh các chú ạ. Đó, con áo này thì rất là đẹp. Chất liệu của nó mát, nhẹ, vô cùng anh các chú ạ. Và toàn bộ các chữ của nó này này đều là thêu hết các anh các chú nhá. Dòng này là dòng gốp, cực kỳ đắt luôn. Và hôm nay em cũng bán là 150.000 thôi. Đấy, một em hiệu con gà. Màu trắng sữa các anh các chú ạ. Và những các chữ của nó này thì sẽ là màu xanh navy nhá. Con này thì rất là đẹp. Con này mà nó không bị lỗ như thế này em Thanh bán khoảng tầm 450-500 bay luôn đấy ạ. Và hôm nay thì em bán 150.000 thôi. Mã Z15, vai 46, bụng 51 và dài 70, chất siêu nhẹ này các anh các chú. Em này là của Hàn. Mã Z15, vai 46, bụng 51 và dài 70. Mã Z16 á, một em hiệu Colombia, made in Korea, của Hàn Quốc. Mã Z16, vai 50, bụng 55 và dài 72. Vai 50, bụng 55 và dài 72 đây ạ. Một em Colombia các anh chú nhá. Co giãn cực kỳ ngon lành ở phần cổ và phần bo tay. Thân và thân áo của nó đấy ạ, là chất cốt tông dệt này. Nó là nền màu xanh than và có kẻ màu trắng các anh chú ạ. Áo này sẽ không có túi ngực, chỉ có tên thương hiệu và logo trước ngực như thế này. Các cúc của nó cũng đều có dập tên chữ Colombia. Đây ạ, made in Korea các anh chú nhá. Đó, một em hiệu Colombia mà hôm nay em Thanh bán 150.000 đây. Mã Z16, vai 50, bụng 55 và dài 72. Đó. Và sau sẽ dài hơn vạt trước anh các chú ạ. Hôm trước em lên một video này các anh các chú ủng hộ quá trời luôn. Mà em bán nguyên trong một buổi tối thôi. Em hôm đấy lên 80 sản phẩm mà. Nguyên trong một buổi tối em đã bán là 63 sản phẩm rồi. Còn ngày hôm sau thì thôi rồi, hỏi quá trời. Và cả cái sao quần áo của em như thế này chỉ còn mấy cái. Cho nên em tiếp tục lên để các anh các chú mình vào tranh thủ mua. Mã Z16, vai 50, bụng 55 và dài 72 nhá các anh các chú. Rất là ngon lành, hiệu Colombia. Giá là 150.000. Em lên mã Z17 này. Một em áo màu xanh da trời. Vai 50, bụng 53 và dài 69. Vai 50, bụng 53 và dài 69 các anh các chú ạ. Cái này nó sẽ là chất thể thao nhá các anh các chú. Đó, phần cổ nó là phần cổ len này, tay có bo. Và sẽ áo sẽ có túi ngực ạ. Cái này thì nó sẽ không có cái cúc mà nó sẽ kéo khóa các anh các chú ơi. Một em hiệu Ravento. Chất thể thao ạ. Áo của Hàn nhá. Đó, con này thì nó là chất thể thao, chất liệu nó khá là dày nhưng mà mặc nó rất là thoáng mát anh em chú ạ. Mã Z17, vai 50, bụng 53 và dài 69 đấy ạ. Đó, chất của nó như thế này, rất là đẹp này các anh em chú ạ. Đứng form, mã Z17, vai 50, bụng 53 và dài 69. Mã Z18 ạ, vai 47, bụng 50 và dài 67 này. Một em hiệu của GOAT các anh em chú nhá. Đây, một em hiệu của GOAT, màu ghi. Màu ghi phối với ở giữa thì nó sẽ màu xanh than. Tay có bo và là cổ của nó là cổ len các anh các chú ạ. Chất liệu của nó là cốt tông tổ ong khá là dày dặn và cực kỳ thấm hút mồ hôi này. Đó. Một em hiệu của GOAT có tác với các anh các chú này. Giá 150.000, mã Z18, vai 47, bụng 50 và dài 67 các anh các chú ạ. Vai 47, bụng 50 và dài 67, mã Z18 hiệu GOAT, chất cốt tông tổ ong. Em lên mã Z19 ạ. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Một em áo chất thun lạnh màu xanh than anh em chú ơi. Đó. Rất là dễ mặc. Con này thì là màu xanh than vô cùng mát mẻ luôn. Và sẽ có xẻ hai bên thế này các anh em chú nhá. Một em áo chất thun lạnh. Cái này là áo của Hàn. Áo của Hàn anh em chú ạ. Con này thì nó bị mờ phần tác rồi ấy. Đó. Mã Z19,
vai 5 vai 45, bụng 53 và dài 72 này. Chất nó mỏng, nhẹ, mát vô cùng anh ạ chú ạ. Mặc sướng cực. Mã Z19 ạ, vai 45, bụng 53 và dài 72. Em lên mã Z20, một em chất thú lạnh tiếp theo. Vai 46, bụng 50 và dài 67. Hiệu Motif canh các chú ơi. Con này là chất thun lạnh này, và tất cả toàn bộ thân áo của nó sẽ có các lỗ như thế này nhá. Rất là thông thoáng luôn. Đó. Chất của nó thì siêu mát rồi, một em áo của Hàn. Màu xanh navy kẻ với lại màu đen các anh chú ạ, rất là dễ mặc. Màu khỏe khoắn trẻ trung. Mã Z20, vai 46, bụng 50 và dài 67 các anh chú ơi. Con này cỡ khoảng 50 gram. Siêu mát luôn, sẽ là cả cái móc thì được một lạng. Mã Z20, vai 46, bụng 50 và dài 67, 150.000. Em lên mã HM, một em hiệu HM. Mã Z21, vai 48, bụng 56 và dài 76 anh em chú ạ. Đây, made in Cambodia các anh em chú nhé. Màu đỏ, ở phần cổ của nó sẽ có cái đường line màu xanh than này các anh em chú ơi. Phần tay cũng thế ạ. Đó, một em hiệu HM. Chất cốt tông tổ ong, rất là đẹp, trẻ trung anh em chú ơi. Và em áo này là áo của Hàn và nó sẽ sản xuất ở Cambodia. Đó. Mã Z21, vai 48, bụng 56 và dài 76. Mã Z21 ạ, vai 48, bụng 56 và dài 76 anh em chú nhá. Form khá là rộng rãi đấy ạ, chất cốt tông tổ ong rất là mượt mà này. Mã Z21, vai 48, bụng 56 và dài 76 ạ. Em Thanh lên mã Z22, một em áo hiệu Redberry, hiệu bông lúa các anh các chú ạ. Vai 48, bụng 51 và dài 69 ạ. Mã Z22, chất cốt tông tổ ong anh các chú nhá. Tay thì sẽ có bo và có cái đường line màu đen đi kèm. Đây ạ, hiệu Redberry thì các anh các chú ơi, chất cốt tông tổ ong, có một cái logo ở trước ngực. Áo này thì nó sẽ là màu nâu, nó màu nâu tông hơi vàng. Đó. Màu này thì mặc rất là đẹp luôn. Các anh các chú tông da nào cũng có thể mặc hợp với cái màu như thế này. Mình không sợ nó bị tối da đâu. Đó, một em Redberry các anh chú ạ. Mã Z22, vai 48, bụng 51 và dài 69 các anh chú ạ. Chất cốt tông tổ ong này, rất là đẹp luôn. 150.000 một em áo hiệu. Mã Z22, vai 48, bụng 51 và dài 69 ạ. Em lên mã Z23, vai 47, bụng 54 và dài 69 ạ. Mã Z23, vai 47, bụng 54 và dài 69. Em áo này chất của nó là chất thể thao mỏng này các anh chú ơi. Phía đằng trước thì nó sẽ là chất liệu là giống kiểu chất sơ mi ấy. Và nó làm kiểu chất nhăn này, kẻ màu xanh than và màu trắng rất là đẹp luôn. Một em áo hiệu Celine của Hàn. Đó, chất đằng sau này, chất nó là chất thể thao rất là mỏng, nhẹ và mát anh các chú. Mã Z323, mã Z23, vai 47, bụng 54 và dài 69 ạ. Mã Z23, vai 47, bụng 54 và dài 69. Em Thanh lên mã Z24. Vai 45, bụng 51 và dài 73. Một em áo chất cốt tông tổ ong. Màu xanh than độ mới cực kỳ cao như thế này các anh chú ơi. Tay có bo và có cái đường line màu trắng nhá. Cổ nó cũng như thế ạ. Độ mới rất là cao luôn. Và sau thì dài hơn và trước ạ. Mã Z24. Vai 45, bụng 51 và dài 73. Đó. Rất là mới như thế này các anh chú ơi, màu thì siêu dễ mặc rồi. Mã Z24, vai 45, bụng 51 và dài 73. Em này giá là 150.000. Mã Z25, vai 47, bụng 53 và dài 66. Em này là một em hiệu Nepa. Chất thun, nó là chất cốt tông lạnh này. Đó, rất là mềm, mượt và mát nhá các anh chú. Có một cái logo trước ngực. Toàn bộ cúc của nó cũng dập tên thương hiệu Nepa các anh chú ạ. Màu xanh navy. Đó. Các anh chú thích như mặc những cái tông màu nó tông màu của biển ấy, tông màu của biển thì mặc những em màu như thế này nhá. Chất nó mềm vô cùng mềm này các anh chú ơi. Chất cốt tông lạnh. Mã Z70. Em xin lỗi ạ. Mã Z25 ạ. Vai 47, bụng 53 và dài 66. Mã Z25, vai 47, bụng 53 và dài 66, em hiệu Nepa của Hàn. Nó sẽ có xẻ hai bên và vạt sau. Thì vạt trước nó bằng nhau nhá các anh các chú. 150.000 cho một em Nepa này. Mã Z26 các anh các chú ạ. Con này thì còn tác. Mã Z26, vai 52, bụng 60 và dài 77 ạ. Z26,
Vai 52, bụng 60 và dài 77, một em áo màu ghi nhá anh các chú. Đó, phần trên thì nó sẽ là kẻ này và có những cái đường line màu đỏ. Phía đằng trước nó sẽ có túi ngực nhá. Con này thì còn nguyên tác luôn. Mã Z26, vai 52, bụng 60 và dài 77 các anh các chú ạ. Đó. Nó sẽ có một cúc phụ đi kèm. Tem thì nó là hàng mới mà cho nên nó còn mới cứng như thế này. Các cúc của nó đây, màu rất là đẹp và xịn sò. Mã Z26, vai 52, bụng 60 và dài 77. Em Thanh lên mã Z27 ạ. Vai 47, bụng 50 và dài 71. Một em áo hiệu top 10, chất cốt tông 100%. Đây ạ, tay nó sẽ có bo nhé các anh chú. Cổ của nó thì cũng là chất cốt tông thôi. Ở phía đằng ở giữa này, ngực này nó sẽ là cái phần vải chất sơ mi họa tiết các anh chú ạ. Chất siêu mát, siêu nhẹ luôn. Mã Z27, vai 47, bụng 50 và dài 71. Một em áo còn tác luôn của top 10, giá 150.000. Mã Z27, vai 47, bụng 50 và dài 71. Em Thanh lên mã Z28 ạ. Một em áo hiệu Adidas, vai 48, bụng 54 và dài 63. Một em Adidas màu cam các anh chú nhá. Đó, có cái logo trước ngực thì màu vàng này. Toàn bộ các cúc của nó đều có dập logo thương hiệu Adidas đây. Made in Korea, đó. Con này chất là chất thể thao. Màu vàng, à, màu cái này là gọi là màu cà rốt thì đúng hơn các anh chú ạ. Mã Z28, vai 48, bụng 54 và dài 63. Vai 48, bụng 54 và dài 63. Mã Z28 đây, có một cúc phụ đi kèm và áo của Hàn các anh chú nhá. Em Thanh lên mã Z29. Một em áo Uniqlo các anh chú ạ. Vai 45, bụng 54 và dài 72. Con này nó là áo thể thao siêu nhẹ và mát rồi này các anh chú này. Đó, màu xanh than các anh chú ơi. Và nó sẽ không có đường may ở hai bên sườn như thế này nhá. Độ mới rất là cao. Đó, màu xanh than ạ. Mã Z29, vai 45, bụng 54 và dài 72 các anh chú ạ. 150.000 một em Uniqlo, bình thường bán 280-300 đây. Đó, chất nó rất là thấm hút mồ hôi và đẹp các anh chú ạ. Mượt mà lắm. Z29, vai 45, bụng 54 và dài 72. Mã Z30, vai 45, bụng 51 và dài 67 ạ. Một em áo màu xanh ngọc này các anh chú ơi. Màu xanh ghi chứ, màu xanh ghi thì đúng hơn. Hiệu của nó hiệu Ozen các anh chú ạ. Chất là 100% cốt tông. Siêu thấm hút mồ hôi và thoáng lắm. Con này độ mới rất là cao đây. Tuy nhiên nhá, cái màu vải này nó là màu xanh ghi, màu xanh ngọc pha với màu ghi ấy, chứ không phải là áo nó bị bạc, bị cũ đâu các anh chú có thể quan sát phần cổ của nó này. Không một vết bẩn, không bị bạc, không bị sờn gì hết, rất là đẹp luôn. Đó, sẽ có một cái logo ở trước ngực như thế này. Con này thì form dáng nó là form dáng slim fit các anh chú ạ. Mã Z31, vai 45, bụng 51 và dài 67. Mã Z30, vai 45, bụng 51 và dài 67 ạ. Chất siêu co giãn luôn, đây các anh chú đây. Đó, mà nó rất là đứng form ạ. Khi mà kéo căng như thế về, trả về nó về form luôn này. Mã Z30 ạ, vai 45, bụng 51 và dài 67, 150.000. Em Thanh lên mã Z31, một em Lacoste anh các chú ơi. Vai 48, bụng 53 và dài 68, màu xanh than. Con này là Lacoste size số 5, regular fit. Đó, màu xanh than nhá. Logo cà sấu trước ngực này. Con này là kiểu Lacoste. Lacoste mà nó là kiểu cổ điển đấy các anh các chú. Đó. Một em Lacoste của Hàn. Mã Z31, vai 48, bụng 53 và dài 68 á, màu xanh than. Tay có bo và cổ len các anh chú nhá. Tuy nhiên con này thì cái độ mới của nó không còn cao bởi vì là nó đã bị bạc, nó bị bạc nhưng mà nó bạc rất là đều không ảnh hưởng đâu. Nhưng anh những chú mà thích hàng hiệu này mà chi một cái số tiền nhỏ hoặc là mình mua những áo này mình kiểu mặc lao động đi, rất là ok luôn. Chất của nó chất cốt tông, tổ ong không phải bàn cãi về cái chất liệu này rồi. Mã Z31 ạ. Vai 48, bụng 53 và dài 68. Cúc của nó là ánh ngọc trai các anh chú nhá. Mã Z31, vai 48, bụng 53 và dài 68. Mã Z32, vai 41, bụng 50 và dài 65. Em này form nó rất là nhỏ, một em áo họa tiết này các anh chú ơi. Đó. Con này thì là hiệu Stello. Áo của Hàn, áo. Em áo này là của Nhật các anh chú ạ, có một cúc phụ đi kèm. Chất cốt tông tổ ong này, áo có bo tay và cổ là cổ len các anh chú nhá. Cho những chú mà thích kiểu những áo họa tiết dần di hoặc là thời trang phong cách lính đây. Mã Z32, vai 41, bụng 50 và dài 65. Mã Z32 ạ,
tai 41, bụng 50 và dài 65 anh chú nhé. Chất cốt tông tổ ong 150.000 ạ. Mã Z33, một em hiệu Prolab lâu lần canh nha chú ơi. Mã Z33, vai 48, bụng 54 và dài 68. Con này thì lại chất cốt tông. Một em chất một em hàng Prolab lâu lần mà lại chất cốt tông rất là đẹp. Màu xanh của nó là màu xanh ngọc anh nha chú ạ. Đó. Logo trước ngực này, chất nó rất là mềm và mát. Mình gặp những cái con mà chất cốt tông tổ ong thì nhiều rồi đúng không ạ? Còn con này thì lại là chất cốt tông. Đó, sẽ có xẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước như thế này các anh chú ơi. Một em Prolab lâu lần tác của nó này. Cực kỳ xịn sò luôn. Đầy đủ thông tin anh nha chú ạ. Mã Z33, vai 48, bụng 54 và dài 68 á. Mã Z33, vai 48, bụng 54 và dài 68, 150.000. Mã Z34, vai 48, bụng 56 và dài 75. Vai 48, bụng 56 và dài 75 anh nha chú ạ. Made in Turkey. Con này là chất cốt tông, 100% cốt tông, mỏng mát cực kỳ luôn. Và nó sẽ có những họa tiết như thế này, phù hợp với những chú mà thích phong cách trẻ trung. Nền áo thì màu trắng, có họa tiết màu đỏ và màu đen anh chú nhá. Tay có bo và có đường lai màu đỏ anh chú ạ. Phần cổ nó cũng là chất len này. Mặc rất là mát luôn. Con này là Made in Turkey anh chú ạ. Mã Z34 ở Thổ Nhĩ Kỳ ấy, sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Z34, vai 48, bụng 56 và dài 75 ạ. Mã Z34, vai 48, bụng 56 và dài 75. Em lên mã Z35, một em hiệu Fila các anh chú ạ, một em hiệu Fila màu hồng cho những anh những chú mà thích những tông màu nó lạ một chút đây. Đó, chất cốt tông tổ ong cực kỳ xịn sò nhá. Cổ len và tay có bo như thế này. Các anh chú ạ, mình mặc những em áo mà hàng hiệu ấy, đôi khi là có những cái tông màu nó rất là đẹp, nó rất là đặc biệt như thế. Đó. Tuy nhiên cái màu này không phải là ai cũng mặc được đúng không ạ? Nhưng anh những chú mặc cái tông màu da sáng ấy thì mặc con này nó rất là chơi luôn. Mã Z35, vai 44, bụng 49 và dài 71. Chất cốt tông tổ ong, tay có bo ạ. Ở phía trước ngực sẽ có một cái logo như thế này các anh chú nhá. Nó là áo sẽ có xẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước. Một em áo Fila của Nhật đấy ạ. Có một cúc phụ đi kèm. Chất của nó là cốt tông khá là dày dặn. Chất cốt tông tổ ong. Mã Z35, vai 44, bụng 49 và dài 71 ạ. Mã Z35, vai 44, bụng 49 và dài 71. Em lên mã Z36, vai 49, bụng 52 và dài 71 ạ. Mã Z36, vai 49, bụng 52 và dài 71 các anh chú ơi. Một em áo Nike, còn tác luôn mà hôm nay em thanh bán cũng là chỉ có 150.000 thôi. Đó, có một cái logo ở tay này. Chất của nó là chất thể thao anh chú nhá. Mã Z36 á, vai 49, bụng 52 và dài 71. Đây một em Nike gốp đây các anh chú này. Đó, rất là xịn sò, còn tác luôn. Mã Z36, vai 49, bụng 52 và dài 71. Giá 150.000 cho một em Nike gốp còn nguyên tác. Mã Z37 á, một em Zonic các anh chú ạ. Vai 47, bụng 50 và dài 67. Áo màu xanh cốm á. Có phối với lại màu trắng kem anh chú nhá. Đó, một em hàng Zonic này, phù hợp với anh chú mà hay chơi thể thao đấy ạ. Mã Z37, vai 47, bụng 50 và dài 67 các anh chú ơi, chất siêu co giãn luôn. Đó, nó là chất cốt tông thể thao. Mã Z37, vai 47, bụng 50 và dài 67 các anh chú ạ. Có giá là 150.000 một em Zonic. Con này thì là size 95 tương đương với size M và là em áo của Hàn. Có một cúc phụ đi kèm các anh nhé chú ạ. Mã Z37, vai 47, bụng 50 và dài 67. Em lên mã Z38, vai 46, bụng 50 và dài 68. Một em áo màu xanh ghi. Chất của nó là chất cốt tông đây ạ. Chất cốt tông xốp ý. Độ mới cực kỳ cao và áo của nó sẽ là kéo khóa như thế này nhá. Z-ben. Mã Z38, vai 46, bụng 50 và dài 68. Em này là áo của Hàn các nhé chú ạ, áo sẽ có túi ngực nhá. Mã Z38, vai 46, bụng 50 và dài 68 ạ. Đây, tác của Hàn. Mã Z38 ạ. Em lên mã Z39 ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 69. Em này là của một em Nike gốc anh nhé chú ơi, chất cốt tông 100%. Và cái phần cổ, phần tay của nó sẽ là màu ghi đậm hơn nhá. Còn phần thân áo thì nó nhạt hơn cái phần bo tay và phần cổ áo thôi. Đó, đó là tông màu đậm nhạt chứ không phải là áo nó cổ nó bị làm sao đâu ạ. Đây,
cái tông màu nó như thế các anh các chú ạ, chất cốt tông. Hiệu Nike Gop đây các anh các chú này, sẽ có một cái logo trước ngực như thế này. Và phần cúc của nó đây, xung quanh cúc này có tên thương hiệu Nike Gop ở đây các anh các chú ạ. Nó sẽ có xẻ hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu ạ. Đó, tác của nó đây. Đầy đủ thông tin các anh các chú nhá. Mã Z39, vai 46, bụng 52 và dài 69, một em hiệu Nike. Mã Z40, em lên một em hiệu Footjoy. Lâu lắm rồi mới gặp con Footjoy các anh các chú ơi. Mã Z40, vai 48, bụng 53 và dài 73. Em này kiểu màu hồng nhạt nhá. Rất là đẹp luôn ý. Đó, một em Footjoy mà hôm nay em thanh bán là 150.000 thôi. Chất thun lạnh siêu siêu đẹp luôn ý các anh các chú ạ. Mã Z40, vai 48, bụng 53 và dài 73. Mã Z40, vai 48, bụng 53 và dài 73 các anh các chú nhá. Chất của nó rất là đẹp này. Có một cái logo ở trước ngực, ở trên cổ như thế này. Xịn sò lắm. Con này là Footjoy của Hàn, của Nhật các anh các chú ạ. Mã Z40, vai 48, bụng 53 và dài 73. Mã Z41, vai 44, bụng 50 và dài 66. Mã Z41 ạ. Vai 44, bụng 50 và dài 66 này các anh các chú ơi. Đây một em hiệu của MC Grigo, của một thương hiệu đến từ New York anh em chú nhá. Chất cốt tông tổ ong này, cổ len và tay có bo. Đó, màu của nó là màu đen anh chú ạ, có một cái logo trước ngực nó thêu toàn bộ như thế này. Và các cúc của nó đây đều có dập tên logo thương hiệu anh em chú ạ. Một em áo của Nhật, độ mới rất là cao. Con này cái chất liệu của nó là chất cốt tông tổ ong ấy, và cái bề mặt của nó là nó kiểu nó hơi hơi bông nhẹ chứ không phải là áo nó bị xù anh em chú nhá. Mã Z41, vai 44, bụng 50 và dài 66, có xẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước một xíu các anh các chú ạ. Mã Z41, vai 44, bụng 50 và dài 66. Em lên mã Z42, vai 46, bụng 48 và dài 73, một em áo màu đỏ hiệu của Lin các anh các chú. Một thương hiệu cũng đến từ Mỹ các anh các chú nhá. Chất của nó là chất dệt, chất cốt tông dệt, áo có túi ngực và có tên thương hiệu ở trên túi á. Toàn bộ các cúc của nó các anh em chú có thể quan sát đây. Rất là xịn sò luôn. Đó là một thương hiệu nó rất là đắt đấy các anh em chú ơi. Áo thì nó sẽ có xẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước. Đó, màu đỏ ạ. Và phần tay của nó sẽ là màu ghi màu trắng màu đỏ thế này. Cổ nó thế các anh em chú nhá. Đó là cái điểm nhấn của cái áo đấy. Mã Z42 ạ. Vai 46, bụng 48 và dài 73. Vai 46, bụng 48 và dài 73. Mã Z42. Con này thì nó rất là đanh, nó có co giãn nhưng mà nó kiểu cái vải nó rất là đanh ấy các anh các chú. Cho nên là mình có mặc thì cũng không sợ nó bị bay nhão đâu. Mã Z42, vai 46, bụng 48 và dài 73. Em thanh lên mã Z43, vai 46, bụng 50 và dài 70. Một em hiệu Nike các anh các chú ơi. Màu ghi. Đó, tay của nó có bo như thế này nhá, cổ cũng là cổ len các anh chú ạ, có cái logo Nike ở trước ngực. Và chất liệu của nó là chất cốt tông tổ ong này. Phần thân áo của nó đây sẽ vạt sau thì sẽ dài hơn vạt trước một xíu các anh chú ạ. Một em áo rất là đầy đủ thông tin như thế này. Đây ạ, tác của nó đây ạ. Mã Z43, vai 46, bụng 50 và dài 70. 150.000. Em thanh lên mã Z44, vai 49, bụng 58 và dài 66. Một em hiệu K2 các anh em chú ơi, của Hàn. Và phía trước của nó nhá, nó sẽ là áo vải chất liệu là kẻ vải kẻ giống như vải sơ mi á. Còn phía sau đây ạ, nó sẽ là màu đen và tay nó cũng là màu đen nhá. Đó, form dáng thì rất là lạ. Mã Z44, vai 49, bụng 58 và dài 66 á. Đây các anh em chú ạ. À, sẽ có một cái túi ngực ở trước như thế này và sẽ kéo khóa nhá, chứ không phải cài cúc đâu. Phía trước nó là chất liệu vải sơ mi này, sơ mi kẻ, phía sau thì màu đen. Mã Z44, vai 49, bụng 58 và dài 66, một em hiệu K2 của Hàn. Em thanh lên mã Z45, vai 56, bụng 64, vai 56, bụng 64 và dài 80 anh chú ạ. Con này thì rất là to cho những anh những chú mà kiểu nặng đến cả 100 cân vẫn mặc được đấy ạ. Mã Z45, vai 46, bụng 64 và dài 84. Đây một em hiệu Keylen các anh chú ạ, chất thun lạnh siêu đẹp luôn. Nó là màu xanh và có kẻ màu đỏ, màu cam, màu trắng các anh chú nhá. Cúc của nó rất là xịn luôn. Đó, form này rất là to, phù hợp với những anh những chú mà cao to ấy.
Còn thật ra là các anh chú ạ, nếu như anh chú nào mà bụng bự mà chiều cao vừa phải thôi thì mình phải chấp nhận là mua về mình cắt áo lên, bởi vì là nó đã to chiều ngang thì thường nó sẽ dài, chứ ít khi là to ngang mà lại ngắn lắm các anh chú ơi. Đó, nó sẽ có xẻ hai bên. Tác của Hàn đây, độ mới rất là cao này các anh chú. Rất là mới luôn. Mã Z45, vai 46, vai 56 ạ, vai 56 bụng 64 và dài 84. Mã Z45, vai 56 bụng 64 và dài 84. Em lên mã Z46. Mã Z46 á, vai 44 đến 48, bụng 51 và dài 69 này. Em này là hiệu Eli Golf các anh nhá chú ạ, một dòng của Golf của Hàn nhá. Chất của nó là chất thể thao và nó sẽ có những kẻ chìm như thế này. Nó ở trên tay này, nó sẽ có tên thương hiệu Eli Golf đây các anh nhá chú ạ. Vai của nó dáng vai trượt. Mã Z46, vai 44 đến 48, bụng 51 và dài 69 á. Đó, một em áo của Hàn, dòng Golf này các anh nhá chú ơi. 150.000 con này thì em thấy nó rất rất rẻ luôn ý. Bình thường những cái dòng này em Thanh sẽ bán cỡ là 350 đến 400. Mã Z46, vai 44 đến 48, bụng 51 và dài 69 ạ. Mã Z47, vai 48, bụng 53 và dài 71 anh nha chú ơi. Chất thun lạnh này, màu xanh than ở phía trên thì nó sẽ phối với lại chất liệu về cái màu như thế này nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, chất thun lạnh thì siêu mát rồi, và nó tất cả áo của nó đây nó đều có những cái lỗ thông khí các anh các chú ạ. Mã Z47, vai 48, bụng 53 và dài 71. Mã Z47 ạ, một em áo của Hàn. Vai 48, bụng 53 và dài 71, chất thun lạnh siêu mát luôn ấy ạ. Mã Z48, vai 49, bụng 57 và dài 73, một em áo màu xanh than kết hợp với lại màu cam các anh các chú ạ. Rất là trẻ trung và nổi bật. Con này độ mới cực kỳ cao các anh các chú. Nó là chất thun lạnh ở thân áo này, còn phần tay của nó là chất chất thể thao, chất cốt tông thể thao, phần cổ này mới cứng, mới đét luôn này. Đó, một em áo của Hàn đây các anh các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao luôn. Mã Z48, vai 49, bụng 57 và dài 73 nhá. Con này thì rất là trẻ trung cho những anh những chú mà thích phong cách mà nó trẻ trung và form dáng nó khá là lạ như thế, nó phối tay. Mã Z48, vai 49, bụng 57 và dài 73 này các anh em chú, phần cổ nó mới cứng luôn ấy. 150.000 con này, mặc chất liệu siêu mát luôn. Mã Z48, vai 49, bụng 57 và dài 73. 150.000. Em Thanh lên một em Kappa. Mã Z49, vai 48, bụng 55 và dài 69 các anh em chú ạ. Nó là chất thể thao, chất cốt tông thể thao. Đó, con này thì này, nó là chất thể thao như thế này các anh chú ạ, có một cái logo Kappa trước ngực và đây ạ. Đầy đủ thông tin các anh chú nhá. Đó. Màu trắng sẽ có phối phần tay nó thì là màu đen này, phần cổ nó cũng có đường line màu đen các anh chú ạ. Kiểu dáng rất là trẻ trung. Đây ạ. Một em Kappa, mã Z49, vai 48, bụng 55 và dài 69 ạ. Em Kappa này của Hàn các anh chú ơi. Mã Z49 ạ. Toàn bộ các cúc của nó cũng đều có dập tên thương hiệu Kappa đây các anh chú này. Mã Z49, vai 48, bụng 55 và dài 69 ạ. 150.000 một em Kappa chất cốt tông thể thao. Mã Z50, vai 45, bụng 49 và dài 66. Một em hiệu Order các anh chú ạ. Chất của nó là chất cốt tông dệt màu xanh than. Logo ở trước ngực là thêu các anh chú nhá. Các cúc của nó đều có tên thương hiệu này. Đó. Con này thì chất nó mỏng mát vô cùng luôn. Nó nhẹ lắm, nó là cốt tông dệt. Mã Z50, vai 45, bụng 49 và dài 60 ạ. Em Thanh lên mã Z51 này. Vai 46, bụng 50 và dài 67, chất thun lạnh nhanh nhé chú ơi. Mã Z51, vai 46, bụng 50 và dài 67, một em áo chất thun lạnh của Hàn. Con này cũng là dòng gốc anh nhé chú ạ. Vageli. Đó. Chất thun lạnh siêu siêu mát luôn, tông màu của nó rất là đẹp, màu trắng phối với lại màu 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 xanh nhạt ấy. Đó, phần cổ của nó thì là màu ghi và chất là len các anh chú nhá. Áo sẽ có túi ngực ạ. Con này là dòng gốc rất là mát mẻ. Mã Z51, vai 46, bụng 50 và dài 67 ạ. Mã Z51, vai 46, bụng 50 và dài 67. Con này mặc siêu mát các anh chú ạ. 150.000. Mã Z52, một em áo Adidas anh nha chú ơi.
vai 44, bụng 48 và dài 66, mã Z52, một em Adidas Climalight. Đó, sẽ có một cái logo màu vàng trước ngực, cúc của nó này rất là đẹp và xịn sò các anh các chú nhá. Đấy, made in Korea. Mã Z52, vai 44, bụng 49 và dài 66, 150.000 cho một em áo Adidas này. Siêu rẻ luôn, chất của nó đây ạ, chất dệt các anh các chú nhá. Đó, cái bề mặt vải của nó này nó kiểu nó gân hạt lên ý, đẹp lắm. Màu này nó là màu ghi, nó là màu ghi mà có tông hơi tím, màu rất là lạ mắt các anh các chú ạ. Mã Z52, vai 44, bụng 48 và dài 66. Mã Z53, vai 47, bụng 51 và dài 69. Một em áo hiệu Kharet các anh các chú ạ. Con này là hàng của Hàn, made in India. Con này là sản xuất Ấn Độ và hàng xuất Hàn. Chất cốt tông tổ ong, màu đen ạ. Và cái phần tay của nó sẽ bo nhá, có đường lai màu trắng, cổ của nó cũng có đường lai màu trắng đấy ạ. Kiểu dáng rất là dễ mặc thôi. Mã Z53, vai 47, bụng 51 và dài 69. Mã Z53, cái này nó sẽ có xẻ hai bên các anh chú ạ. Đây, một em áo của Hàn cũng phụ đi kèm. Mã Z53, vai 47, bụng 51 và dài 69. Em lên mã Z54, vai 46, bụng 52 và dài 72. Con này là hiệu của Hollister. Con này là hàng, nó là một thương hiệu của anh ấy, anh ấy chú. Tuy nhiên cái chất của nó khá là dày đấy, nó là chất cốt tông này, nhưng nó khá là dày nhá các anh các chú. Nó màu ghi muối tiêu các anh các chú ạ. Phần cổ và phần bo tay thì màu đen. Mã Z54, vai 46, bụng 52 và dài 72. Con này sờ nhá, sờ cái chất liệu áo của nó ấy. Ôi, con này thì phù hợp để mặc cái trời mát mẻ thôi các anh các chú ạ. Phía bên trong này, phía bên trong nó như là một lớp giữ nhiệt. Hôm nào mà trời mát mẻ thì anh em chú mới nhặt mặc được nhá. Mặc dù cái chất liệu của nó này rất rất mềm luôn và đẹp lắm. Con này đẹp đẹp xuất sắc luôn ý. Nếu mà những cái hôm mà trời mát anh chú mặc con này thì siêu đẹp rồi. Đó. Cái này sẽ có xẻ hai bên anh em chú ạ. Mã Z54, vai 46, bụng 52 và dài 72 này. Bo tay cực kỳ ngon lành và phần cổ của nó đây mới đẹp đến đẹp anh em chú ạ. Mã Z54, vai 46, bụng 52 và dài 72. 150.000 cho một em hàng thương hiệu của Mỹ, hàng xuất Hàn. Mã Z54, vai 46, bụng 52 và dài 72. Mã Z55, một em chất thun lạnh này các anh chú ơi, dòng gốc. Mã Z55, vai 46, bụng 52 và dài 71. Vai 46, bụng 52 và dài 71 các anh chú ơi. Con này là dòng gốc đây ạ. Ôi cái chất của nó này nó mát, vô cùng mát luôn. Một em áo của Hàn nhá các anh chú, chất thun lạnh. Các anh chú ơi, mỏng tanh luôn ý, mà nó mát, màu nó rất là đẹp. Nó không phải là cái màu đỏ, không phải là màu đỏ tươi ấy, mà nó đỏ đôi mà lại còn nó không hẳn là cái màu đỏ mịn đi các anh chú nhìn này. Đẹp lắm, con này thì đẹp xuất sắc luôn các anh chú ạ. Không hiểu sao mà con nhỏ em nhà em nó lại mang ra bán 150.000 con này luôn ấy. Mã Z55, vai 46, bụng 52 và dài 71. Ôi chất đẹp lắm, sờ sướng cực. Con này nếu mà là em làm hàng thì em sẽ để bán là 350, 400 chứ không bao giờ bán giá này đâu. Mã Z55, vai 46, bụng 52 và dài 71 này. Siêu đẹp luôn, dòng gốp màu đỉnh. Mã Z56, vai 45, bụng 53 và dài 65. Một em hiệu top ten này các anh chú ơi, màu trắng tinh nhá. Đó, tay nó sẽ có tay bo thế này và cổ là cổ len. Kiểu dáng nó đơn giản lắm, nó màu trắng tinh. Một em áo hiệu top ten của Hàn sẽ có xẻ hai bên như thế này, chất của nó này, chất cốt tông tổ ong mịn màng vô cùng luôn. Mã Z56, vai 45, bụng 53 và dài 65 ạ. Em lên mã Z57, một em hiệu Indian. Mã Z57, vai 54, bụng 59 và dài 69 anh chú ạ. Nó là màu kiểu màu vàng cát ấy, và nó không phải là màu màu lì đi. Đây ạ, nó sẽ có những cái, nó những cái họa, những cái gọi là cái gì nhỉ, cái sợi vải ấy, nó may rất là đẹp như thế này. Nền của nó là màu vàng cát nhạt, sau nó có cái tông nó đậm hơn này. Còn phần cổ của nó nhá, nó sẽ là một cái chất liệu này, nó chất liệu gì ta, kiểu nó chất liệu gió dù các anh các chú ạ, gió dù. Và sẽ có một cái túi ngực có nắp như thế này, rất là xịn này, Indian Sport. Đó, cúc của nó sẽ là cúc bấm nhá, xịn cực. Con này tuy nhiên form nó hơi ngắn. Một em áo của Hàn hiệu Indian các anh các chú ạ. Mã Z57, vai 4, vai 54, bụng 59 và dài 69 này các anh chú ơi. Chất cốt tông dệt ạ. Độ mới rất là cao. Con này thì xịn lắm. Tuy nhiên thì cái form của nó bề ngang thì nó to này,
mã Z57, vai 54, bụng 59 và dài 69. Z58 á, một em chất thun lạnh. Vai 45, bụng 49 và dài 67. Mã Z58, vai 45, bụng 49 và dài 67 các anh chú ạ, một em áo của Hàn. Đó. Hiệu Indian các anh chú ơi. Chất thun lạnh nhá. Và cái màu sắc của nó đây, nó phối rất là đẹp, nó phối màu ấy, nó lạ ấy. Đây cái phần tay của nó này sẽ cùng với màu ở dưới này. Đó. Với lại tông màu chủ đạo của nó là màu xanh và màu xanh ghi các anh chú ạ. Rất là đẹp, chất thun lạnh mỏng, nhẹ và mát. Mã Z58, vai 45, bụng 49 và dài 67 nhá các anh nhé chú. Một em hiệu Indian của Hàn. Mã Z58 á, chất này. Siêu đẹp luôn. Vai 45, bụng 49 và dài 67. Em lên mã Z60. Vai 48, bụng 58 và dài 72. Nó là chất cốt tông rất là mềm luôn. Mã Z59 á, màu đen các anh nhé chú nhá. Vai 48, bụng 58 và dài 72 này các anh chú ơi. Nó mềm, vô cùng mềm. Và nó là cái họa tiết xương cá đấy ạ. Đó. Con này hiệu của Genwell. Một em áo của Hàn các anh nghe chú ạ. Đó, một em áo của Hàn. Chất nó rất là mềm và đẹp. Có một cái logo trước ngực này. Con này chất nó sờ tay sướng cực, sờ nó mềm như nhung luôn. Mã Z59, vai 48, bụng 58 á, và dài 6 và dài 72, màu đen. Mã Z59. Cái nền vải của nó kiểu là xương cá các anh nhé chú. Z59, vai 48, bụng 58, dài 72. Mã Z60 này, em lên một em hiệu Polo, made in Indonesia. Mã Z60, vai 42, bụng 48 và dài 64. Con này thì rất là trẻ trung. Của nó thì áo màu trắng các anh nhé chú ạ. Và nó sẽ có những cái logo là cờ của các nước ấy. Hình của các nước nó thêu toàn bộ các anh nhé chú nhá. Đó, made in Indonesia này. Chất cốt tông tổ ong. Kiểu dáng rất là đẹp luôn, có một cúc của nó cũng dập thương hiệu logo. Và hai vạt áo của nó đây, cực kỳ xịn sò các anh nhé chú ạ. Đó. Con này thì size số 2 cho nên là size nó khá là nhỏ. Mã Z60, vai 42, bụng 48 và dài 64. Form dáng rất là trẻ trung cho những anh những chú nào mà người nhỏ ấy. Đây ạ. Tất cả cái này nó thêu như xịn sò cực. Mã Z60, vai 42, bụng 48 và dài 64 ạ. Em Thanh sẽ lên mã Z61 này, một em hiệu New Balance các anh chú ạ. Vai 45, bụng 51 và dài 66. Mã Z61 ạ, vai 45, bụng 51 và dài 66 nhá các anh chú. Một em hàng New Balance. Cái áo này này, cái phần cổ nó thì hơi bị xù nhá, hơi bị xù. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đâu. Còn một em hàng hiệu New Balance như thế này và mua với giá là 150.000 thế này cũng rất là ngon lành rồi các anh em chú ạ. Chất liệu của nó đây là chất cốt tông tổ ong các anh em chú nhá. Chất cốt tông tổ ong này, đó, tay có bo và cổ là cổ len. 150.000 cho một em New Balance này. Cho những anh những chú nào mà mình thích hàng hiệu và với cái giá tiền nó rất là vừa phải thôi. Mã Z61, vai 45, bụng 51 và dài 66 ạ. Con này nếu mà nó đẹp ấy, nó mà cổ nó không bị như thế này thì em Thanh bán tầm 5 đến 600 cơ. Mã Z61, vai 45, bụng 51 và dài 66 ạ, có xẻ hai bên các anh chú nhá. Đó, một em áo của New Balance Hàn. Em lên mã Z62 này, một em hiệu Leco Sportif. Mã Z62, vai 49, bụng 52 và dài 70. Mã Z62, vai 49, bụng 52 và dài 70 các anh nhé chú ạ. Ồ, con này nó bị, anh nhé chú ơi, nó bị lỗi. Nó bị lỗi, nhưng mà vẫn mặc được ok lắm. Anh nhé chú có mà mặc mấy năm nữa không ảnh hưởng đâu. Đây này nó xước cái phần một cái lớp vải ấy. Đây ạ, không ảnh hưởng nhá. Con này thì em Thanh sẽ tặng. Mã Z62 ạ. Vai 49, bụng 52 và dài 70 các anh nhé chú ạ. Một em hiệu Leco Sportif, hiệu con gà. Đó, chất của nó chất cốt tông dệt. Mã Z62, vai 49, bụng 52 và dài 70 là mã tặng. Mã Z63, vai 50, bụng 52 và dài 79 ạ. Vai 50, bụng 52 và dài 79 anh chú ơi. Một em hiệu Nike Gop đây. Đó, chất của nó là chất thun lạnh và cái tông của nó màu rất là đẹp. Màu của nó nhá, thì là màu cam này, màu xanh, màu nâu. Rất là đẹp luôn, chất thun lạnh anh chú ạ. Con này thì mặc siêu mát rồi. Nike Gop, một em áo sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó xuất đi Nhật và đi Hàn các anh chú ạ. Sẽ có một cúc phụ đi kèm. Tông màu rất là đẹp như thế này. Mã Z63,
Vai 50, bụng 52 và dài 79 á. Vai 50, bụng 52 và dài 79 anh chú nhá. Nó sẽ có xẻ hai bên một xíu như thế này. Mã Z63, vai 50, bụng 52 và dài 79 á. 150.000 cho một em Nike gốp này các anh chú ơi. Chất thun lạnh rất là đẹp luôn. Đó, cái này này bình thường mình để áo như áo thun lạnh ấy mà mình chưa mặc ấy thì anh chú nhìn cái đường may kiểu cảm giác nó bị nhúng đúng không ạ? Nhưng mà khi mặc lên nó căng ra thế này này là đẹp luôn, nó phẳng phiu đẹp vô cùng. Mã Z63, vai 50, bụng 52 và dài 79, 150.000. Em Thanh lên mã Z64, vai 50, bụng 56 và dài 70 ạ. Mã Z64, vai 50, bụng 56 và dài 70 các anh chú ơi. Nó là nền màu đỏ đô và sẽ là kẻ ngang kẻ màu trắng đấy anh chú nhá. Chất thun lạnh siêu mát luôn. Đó, một em hiệu của King. Cũng là dòng sport anh chú ạ. Em này thì cái tag của nó bị mờ rồi, còn nó là áo hàn đấy ạ. Chất thun siêu mát luôn ấy, đẹp lắm các anh chú ơi. Mã Z64, vai 50, bụng 56 và dài 70 ạ. Cổ của nó còn rất là ngon lành như thế này và cái nền vải của nó đẹp lắm, áo sẽ có túi ngực các anh chú ạ. Mã Z64, vai 50, bụng 56 và dài 70, 150.000 ạ. Mã Z65, vai 45, bụng 50 và dài 69 ạ. Mã Z45, vai 50, vai 45, bụng 50 và dài 69. Một em áo hàng của Nhật đây các anh chú ơi. Nó là áo màu xanh than và cái chất của nó là chất dệt đấy các anh chú. Đây, một em này là hàng thương hiệu của Mỹ các anh chú nhá. Và là hàng, nó là hàng thương hiệu của Mỹ đây. Chất của nó là chất dệt, nó là chất chất giống như là chất len dệt đấy các anh chú ạ. Nhưng mặc thì không hề bị nóng bí đâu nhá. Con này độ mới khá là ok đấy các anh chú, nhìn cái đường line của nó này. Đó, nó bằng cái vải bố dù ấy mà nó còn mới đét như thế này. Rất là xịn. Đó, cái này thì nó màu xanh than nhá, chứ không phải là màu đen xong nó bị phai đâu. Và phần tay của nó sẽ có số 8 đây các anh chú ạ. Bo tay cũng bằng len này, cổ len rất là ngon lành. Con này thì chất lắm. Đó, con này mặc lên đã thấy là hàng xịn rồi. Mã Z65, vai 45, bụng 50 và dài 69 sẽ có xẻ hai bên như thế này ạ. Và vạt sau dài hơn vạt trước các anh chú ơi. Đây, nhìn của nó này, không hề bị xù, không bị làm sao luôn ấy. Con này độ mới rất là cao. Mã Z65, vai 45, bụng 50 và dài 69, 150.000 cho một em hàng thương hiệu Mỹ. Mã Z66, vai 52, bụng 55 và dài 73 các anh chú ạ. Một em áo thun lạnh của Hàn. Đó, màu xanh than, chất mát rời rượi luôn. Đó, con này độ mới rất là ok, rất là cao đây các anh chú nhìn phần cổ nó nhá. Đó, đẹp lắm. Kiểu dáng nó rất là đơn giản thôi. Mã Z66, vai 52, bụng 55 và dài 73. Chất thun lạnh siêu mát rồi. Mã Z66 á, vai 52, bụng 55 và dài 73. Mã Z67 ạ, vai 43, bụng 48 và dài 67 các anh chú ạ. Con này chất của nó là chất cốt tông. Một em áo của Hàn chất cốt tông này. Nó là màu trắng nó chủ đạo các anh chú nhá, còn phần ở giữa này nó sẽ phối với lại kẻ màu xanh. Rất là đẹp luôn, chất cốt tông này. Mát vô cùng, mã Z67, vai 43, bụng 48 và dài 67 ạ. Mã Z67, vai 43, bụng 48 và dài 67, chất cốt tông 100% các anh chú ạ. 150.000. Mã Z68, vai 46, bụng 49 và dài 69, chất thun lạnh này. Con này cho những chú mà trung tuổi đây. Màu của nó rất rất đẹp luôn và độ mới cao anh chú ạ. Màu của nó là kẻ ghi anh chú nhá. Đó, một em này cũng là dòng gốc anh chú ạ, Master Beer. Đó. Cái áo này là cũng là của Hàn, chất thun lạnh. Cổ của nó đây ạ. Cổ của nó rất là đứng form như thế này. Mã Z68 này, vai 46, bụng 49 và dài 69 anh chú ạ. Siêu đẹp luôn, chất liệu là chất thun lạnh cực kỳ mát. Mã Z68, vai 46, bụng 49 và dài 69 ạ. Mã Z69 này, vai 49, bụng 51 và dài 71. Một em áo màu đỏ đô, chất thun lạnh anh chú ạ. Em áo này cũng là của Hàn. Ôi, con này mới cứng 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 luôn, mới đét luôn ấy anh chú ơi. Phần cúc của nó xịn không? Đó. Cái này là Great Victory. Mã Z69 này, chất thun lạnh siêu đẹp, siêu mát. Vai 49, bụng 51 và dài 71. Nó sẽ có xẻ hai bên anh chú nhá. Mã Z69 á, vai 49, bụng 51 và dài 71. Mã Z70, một em hiệu Uniqlo. Vai 45, bụng 50 và dài 70 ạ. Mã Z70, màu của nó là màu xanh ghi anh chú ạ. Nó sẽ không có đường may, áo thể thao. Mã Z70, vai 45, bụng 50 và dài 70 anh chú nhá.
một em hiệu Uniqlo, rất là đẹp và thoáng mát đây. Bình thường bán con này cũng khá là đắt đấy, mã Z70, vai 45, bụng 50 và dài 70 ạ. Mã Z71, vai 48, bụng 54 và dài 72. Một em áo chất cốt tông tổ ong, em xin lỗi, chất thun lạnh ạ, màu ghi muối tiêu phối với lại màu cà rốt, màu neon ấy, nó rất là nổi bật luôn. Đó, chất của nó siêu siêu đẹp luôn anh chú này. Cho những anh chú mà thích chơi thể thao hay hoặc là đạp xe với những tông màu này rất là hợp. Mã Z71, vai 48, bụng 54 và dài 72. Đây, tác hàn với các anh chú ạ, rất là xịn sò. Mã Z71, vai 48, bụng 54 và dài 72. Em lên mã Z72, một em áo chất thun lạnh màu xanh, màu xanh có kẻ trắng. Mã Z72 này, vai 47, bụng 54 và dài 74 ạ. Con này thì đẹp lắm, chất rất là đẹp, màu lạ nữa các anh chú ạ. Tuy nhiên những anh chú mà tông da mà màu tối quá không nên mặc nhá. Cái chất liệu phần này này, nó kiểu là chất liệu gió dù ấy. Đó, còn chỗ này thì nó sẽ chất thun lạnh các anh chú ạ. Đẹp cực kỳ luôn, con này nó khá là lạ. Nó là kéo khóa nhá các anh chú. Cổ cúc là cúc kim loại này. Chất thun lạnh siêu đẹp luôn, sẽ có một cái túi trước ngực này các anh chú ơi. Phối màu, phối cái thêm cái phần gió dù đẹp lắm. Đây có cúc phụ đi kèm đấy ạ. Rất đẹp luôn. Anh em chú ơi, những chú mà nào hay tập thể thao này, hay thích những cái tông màu nó nổi bật đi dã ngoại thì những mặc màu này thì đẹp vô cùng. Mã Z72, vai 47, bụng 54 và dài 74 này, chất của nó mát. Nó áp lên da thế này này, nó mát khủng khiếp luôn ấy, nó mát cảm giác như nhiệt độ tự nhiên nó giảm đi mấy độ luôn anh em chú. Mã Z72, vai 47, bụng 54 và dài 74. Mã Z73, vai 47, bụng 51 và dài 68 nhé. Con này là chất cốt tông 100%, tuy nhiên cái chất nó khá là dày. Chất nó khá là dày nhưng mặc nó cực kỳ mát anh em chú ạ. Made in Korea đây. Đó, màu ghi muối tiêu, có túi ngực anh em chú ạ. Và nó sẽ phối phần cổ này, nó sẽ phối với màu đỏ nhá. Mã Z73, vai 47, bụng 51 và dài 68, màu ghi muối tiêu, chất siêu co giãn, xịn sò cực. Đó, này. Mã Z73, vai 47, bụng 51 và dài 68, 150.000. Mã Z74, hiệu Zara các anh chú ơi. Vai 45, bụng 51 và dài 72 này, một em Zara màu trắng các anh chú ạ. Made in Bangladesh. Đó, rất là xịn sò nhá. Tay có bo và cổ của nó đây ạ, rất xịn luôn. Mã Z74, vai 45, bụng 51 và dài 72, nó sẽ có xẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước này các anh chú ạ. Dài hơn một xíu chứ không đáng kể đâu ạ. Mã Z74, vai 45, bụng 51 và dài 72. Em lên mã Z75, vai 49, bụng 55 và dài 68, nó là chất cốt tông anh em chú ạ, hiệu Đắc. Đây, một em áo kẻ anh em chú nhá, nó màu rất là đẹp anh em chú ạ, sẽ có chiếc túi ngực này. Mã Z75, vai 49, bụng 55 và dài 68. Mã Z75, vai 49, bụng 55 và dài 68 á, 150.000 cho một em áo Đắc. Mình thường mua mới con này đắt lắm. Màu này thì phù hợp với những anh những chú mà từ 45 50 tuổi trở lên ạ. Mã Z47, vai 49, bụng 55 và dài 68. Em lên mã Z76, một em hiệu Nike. Vai 44, bụng 47 và dài 69. Con này thì form dáng nó dáng thể thao các anh chú ạ. Made in Cambodia. Đó, phía đằng trước thì nó là chất thun lạnh này. Phía đằng sau thì sẽ phối với lại chất thun thể thao các anh chú nhá. Đó, con này thì mặc rất là mát. Chất co giãn siêu nhiều luôn. Và phần cổ của nó đấy ạ, cổ của nó sẽ là màu ghi. Mã Z76, vai 44, bụng 47 và dài 69, em Nike các anh chú ạ. Z77, vai 48, bụng 51 và dài 66. Con này là chất cốt tông 100%, top class. Đó, nó là áo họa tiết này các anh chú ơi. Rất là đẹp nhá, áo sẽ có túi ở ngực như thế này và phần cổ của nó màu xanh than, cổ len. Mã Z77, vai 48, bụng 51 và dài 66 ạ. Em áo họa tiết rất là đẹp, họa tiết nhí này các anh chú ơi, siêu đỉnh luôn. Mã Z77, vai 48, bụng 51 và dài 66. Mã Z78 á, vai 46, bụng 51 và dài 69, một em hiệu Polerham. Màu của nó là màu trắng tinh luôn các anh chú này. Đó, tay có bo nhá, cổ len. Một con Polerham hôm nay bán 150.000, quá đẹp luôn đấy các anh chú ạ. Nó sẽ có xẻ hai bên như thế này, Polerham của Hàn. Mã Z78, vai 46, bụng 51 và dài 69. Z79 ạ,
một em hiệu Polo Lab Lauren màu vàng nhạt, mã Z79, vai 47, bụng 55 và dài 69, vạt sau thì dài hơn vạt trước anh em chú nhá. Đó. Cái logo trước ngực như này màu vàng nhạt, chất cốt tông tổ ong này các anh em chú ơi. 100% là cốt tông. Mã Z79, vai 47, bụng 55 và dài 69, vàng nhạt thì rất là dễ mặc rồi. Đó, cái tạ vạt của nó thì vạt sau dài vạt trước thì nó là cái thương hiệu của Polo Lab Lauren thì nó thường là may như thế. Mã Z79, vai 47, bụng 55 và dài 69. Z80 ạ, một em ảo Adidas màu ghi. Z80, vai 44, bụng 51 và dài 70. Vai 44, bụng 51 và dài 70 các anh chú ạ, mã Z80 màu ghi này. Tay có bo nhá, cổ là cổ len các anh chú ạ, Adidas made in China. Nhưng con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở về xuất Hàn đấy ạ, check QR code đầy đủ các anh chú nhá. Chất của nó là cốt tông dệt, màu ghi rất là dễ mặc, mã Z80. Vai 44, bụng 51 và dài 70 ạ, có xẻ hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước các anh chú nhá. 100% chất liệu cốt tông. Mã Z80, vai 44, bụng 51 và dài 70 ạ. Mã Z81, vai 46, bụng 52 và dài 72, một em hiệu T-Book các anh chú ơi. Cái này của nó màu đen ghi các anh chú ạ, chất thun lạnh siêu đẹp luôn. Chất thun lạnh nhá, co giãn cực kỳ tốt, áo có túi ngực. Ui con này mặc mát lắm các anh chú ạ. Màu cái này thì không phải là màu đen tuyền đâu mà nó là kiểu màu ghi đậm màu màu đen chì á. Mã Z81, vai 46, bụng 52 và dài 72. Một em áo của hàng có một cúc phụ đi kèm hiệu T-Book đấy ạ. Mã Z81, vai 46, bụng 52 và dài 72. Mã Z82 ạ, một em hiệu Pink. Mã Z82, vai 46, bụng 54 và dài 70 các anh chú ạ. Mã Z82, vai 46, bụng 54 và dài 70, chất của nó là chất thể thao các anh chú ạ. Nền là tông màu hồng nhạt này, có kẻ sọc màu, có kẻ ô vuông màu trắng ấy. Đây, em hiệu Pink. Màu này thì mặc lên rất là đẹp và lạ các anh chú ạ, phù hợp với những anh những chú mà thích chơi thể thao hoặc là đi chơi golf ấy, mặc những con này đẹp lắm. Mã Z82, vai 46, bụng 54 và dài 70, một em hiệu Pink của Hàn, chất thể thao. Mã Z82, vai 46, bụng 54 và dài 70. Mã Z83, một em hiệu Nike Dry Fit các anh chú ạ. Z83, vai 50, bụng 60 và dài 75. Chất thun lạnh con này thì siêu đẹp luôn, nhưng mà tại sao mà em phải bán rẻ? Đây ạ, nó bị cái gì nhỉ? Tàn thuốc à? Nó rơi ấy. Đó, rất là đẹp luôn. Nó là màu trắng nhá, này màu trắng này và có họa tiết màu đen, con này đẹp lắm. Con này các anh chú mà mua mới xem hơn 2 triệu luôn. Mình có thể vào store để mình xem. Mã Z83, vai 50, bụng 60 và dài 75, siêu đẹp luôn. Nó là chất thun lạnh mà nó dày dặn đẹp vô cùng luôn các anh chú ạ. Đó, một em Nike. Một em Nike Dry Fit. Tag của nó này xịn sò vô cùng. Giá 150.000 cho em này. Mã Z83, vai 50, bụng 60 và dài 75. Vạt sau sẽ dài hơn vạt trước một xíu. Trời ơi, tiếc con này vô cùng tận luôn anh em chú ạ. Nó mà không bị cái tàn thuốc như thế thì có phải con này bán có 500.000 không? Đó, bị rơi cái tàn thuốc, bị hai nốt như thế thôi. Không ảnh hưởng đâu ạ. Mã Z83, vai 50, bụng 60 và dài 75 ạ. Mã Z84, một em Puma các anh em chú ơi. Vai 46, bụng 51 và dài 73, một em Puma màu ghi nhá. Và nó sẽ có phối với lại logo màu xanh này, cái cúc màu xanh, màu ghi chất cốt tông 100% cốt tông tổ ong. Đây ạ, có cổ là cổ len. Đó, dáng slim fit anh chú ạ. Mã Z84, vai 46, bụng 51 và dài 73. Và sau thì nó sẽ là vạt bầu này, vạt trước là ngang các anh chú ạ. Mã Z84, vai 46, bụng 51, dài 73. Em Thanh lên mã Z85, vai 48, bụng 55 và dài 71 các anh chú ơi. Em này của Sposagop. Chất của nó là chất thun thể thao ạ. Một em áo của Hàn rất là đẹp luôn. Cái cúc của nó đây, và viền nó sẽ là kim loại các anh chú nhá, còn bên trong thì nó sẽ gập thương hiệu này. Đó, sẽ có túi ngực và có logo thêu. Con này chất thun chất thể thao các anh chú ạ. Mã Z85, vai 48, bụng 55 và dài 71, sẽ có xẻ hai bên các anh chú ạ. Mã Z85, vai 48, bụng 55 và dài 71 ạ, 150.000 em này, dòng gốc. Mã Z86, vai 47, bụng 54 và dài 71. Đó, một em áo Uniqlo này,
màu xanh ghi các anh các chú ạ, màu xanh ghi rất là đẹp luôn. Và nó cũng không có đường may ở hai bên. Con này thì độ mới cực kỳ cao, mã Z86, vai 47, bụng 54 và dài 71 ạ. Mã Z86 các anh các chú nhá, Uniqlo. Vai 47, bụng 54 và dài 71, con này thì chất cực kỳ thấm hút mồ hôi. Đây, con chùm cuối các anh các chú ơi, mã Z87. Chất thun lạnh siêu đẹp như thế này. Hiệu của nó là hiệu Elegant Sport, một thương hiệu đến từ Paris. Mã Z87, vai 47, bụng 51 và dài 74 này. Đó, màu rất là đẹp, phía bên trên là màu xanh than, phía dưới là các tông màu kẻ đây các anh em chú ạ. Vô cùng đẹp luôn, chất nó mát rồi rượi. Mã Z87, vai 47, bụng 51 và dài 74 các anh em chú nhé. Một em áo của Hàn, chất thun lạnh siêu đẹp. Mã Z87, vai 47, bụng 51 và dài 74. Mã cuối cùng ạ, mã Z88, vai 45, bụng 50 và dài 69. Một em áo hiệu của Mark, màu đỏ này các anh chú ơi. Chất của nó là chất thun lạnh đây. Tay nó sẽ có phối phần bo này. Cổ cũng thế ạ, cực kỳ đẹp, nó là màu đỏ. Mã Z88, vai 45, bụng 50 và dài 69 các anh chú ạ. Con này thì độ mới rất là cao. Sẽ có một cúc phụ đi kèm đây. Các anh chú nhìn phần tác này, mới đét luôn. Mã Z88, vai 45, bụng 50 và dài 69 các anh chú nhé. Màu tông màu đỏ ạ. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên 88 sản phẩm áo polo ngắn tay của Hàn và của Nhật. Một con số đẹp lắm đúng không các anh chú? Anh chú cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo trên màn hình 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng. Và tất cả các sản phẩm ngày hôm nay thì em Thanh sẽ bán đồng giá là 150.000 và miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú mua từ 2 sản phẩm trở lên. Còn các anh chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng và đã theo dõi video và xin hẹn lại các quý khách hàng tại những video tiếp theo. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.